Mến chào cả nhà, kính chúc cả nhà xem video thật nhiều niềm vui, sức khỏe, mọi việc an tâm và công việc thuận buồm xuôi gió cả nhà nhé. Lại là Phi đây, hôm nay gửi đến cả nhà ngày 10 tháng 8 năm 2024 về tiến độ nút giao An Phú số 36 Mạc Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy sau hơn 1 năm thi công với tổng vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng được khởi công vào cuối năm 2022. Tiến độ trên công trường hiện tại đang được thúc đẩy nhanh. Mặc dù thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa, nhưng mình thấy được rằng là trên công trường lúc nào cũng có công nhân thi công. Có những tính chất đặc thù, chỉ có những người trong cuộc, những người xây dựng đội ngũ thi công ở đây là mới hiểu được. Cho nên với mong muốn mình chỉ mang lại được về những cái hình ảnh thực tế để gửi đến cả nhà tham khảo về cái tiến độ nút giao, cũng như mình cũng luôn cảm ơn Đảng và Nhà nước. Chưa lần nào mình cảm thấy được rằng là cái giai đoạn năm 2022 cho đến 2030 là mình thấy được về cái chính sách đầu tư về hạ tầng một cách bài bản như thế này. Tất cả những cái công trình trọng điểm mặc dù ở trước kia đang rất là ầm ê, nhưng hiện tại bây giờ thì cũng đã tái khởi động, trong đó như có cầu vượt Nam Lý phải dừng thi công vào năm 2019 và đến hôm nay thì cũng đã liền mạch. Như vậy thì có rất là nhiều cây cầu ở tại khu đông thành phố cũng đã tái khởi động lại trong năm 2024 này. Như vậy đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng cho về hạ tầng ở tại khu đông thành phố. Cho nên với cái mong muốn luôn cập nhật về những cái tiến độ nút giao về hạ tầng ở tại khu đông thành phố cũng giống như là ở hạ tầng miền Nam để gửi đến cho cả nhà tham khảo một cách nhìn nhận khách quan nhất. Nên cả nhà yêu mến, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để đến với tất cả nhiều người biết hơn về cái tiến độ nút giao An Phú số 36 Mạc Chí Thọ cũng như tất cả những cái điểm nút giao như cầu vượt Nam Lý, cầu Tăng Long. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh trong suốt thời gian qua. Thank you.